Thưa quý vị, liên quan tới cuộc xung đột Nga-Ukraine, ngày 9 tháng 4, một đại diện giấu tên của cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine nói với tờ The Kyiv Independent rằng máy bay không người lái của nước này đã tấn công một trung tâm huấn luyện hàng không của Liên bang Nga ở thành phố Borisov-Lepsker thuộc tỉnh Voronezh. Hai máy bay không người lái UAV của Ukraine đã tấn công trung tâm huấn luyện hàng không ở tỉnh Voronezh của Liên bang Nga vào rạng sáng mùng 9 tháng 4. Theo kênh Telegram Astra, máy bay không người lái được cho là đã phát nổ, làm hư hại mặt tiền của tòa nhà và các cửa sổ. Nguồn tin từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine nói với tờ The Kiev Independent rằng hoạt động này do Tình báo Quốc phòng Ukraine thực hiện, nhưng không cung cấp thêm chi tiết về cuộc tấn công. Trong khi đó, người phát ngôn Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, ông Andriy Yusov cho biết, theo thông tin sơ bộ, các cơ sở sản xuất chính của nhà máy tại Nga đã bị ảnh hưởng. Mục tiêu mà cuộc tấn công nhắm vào là một nhà máy sản xuất máy bay ở Borisov-Lepsker của Liên bang Nga. Theo kênh Baza, chiếc máy bay không người lái đầu tiên đã đâm vào mặt tiền của tòa nhà ở tầng 4 vào khoảng 3 giờ sáng mùng 9 tháng 4. Một giờ sau, chiếc máy bay không người lái thứ hai tấn công cùng một nơi. Cả hai máy bay không người lái đều phát nổ. Người đứng đầu tập đoàn vũ trụ Roscosmos của Nga, ông Yuri Borisov cho biết, Chế độ tự động hóa đã dừng hoạt động phóng tên lửa Angara A-5 chỉ 2 phút trước thời điểm phóng. Theo ông, vụ phóng dự kiến được thực hiện lại vào ngày 10 tháng 4 theo giờ địa phương. Theo hãng Tintas, vụ phóng thử tên lửa đẩy hạng nặng Angara từ sân bay vũ trụ Vostokny của Nga đã bị hủy vào phút chót. Nếu diễn ra, đây sẽ là vụ phóng thử tên lửa đầu tiên của tên lửa đẩy Angara từ sân bay vũ trụ Vostokny. Trước đây, tên lửa thuộc dòng này chỉ được phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk. Angara là dòng tên lửa vũ trụ thế hệ tiếp theo của Nga, bao gồm các loại tên lửa đẩy hạng nhẹ, hạng trung và hạng nặng. Một trong những điểm khác biệt quan trọng nhất của thế hệ phương tiện phóng mới là dòng phương tiện phóng Angara không sử dụng nhiên liệu tên lửa độc hại dựa trên heptin, mà cho phép cải thiện đáng kể các chỉ số an toàn môi trường của phức hợp, cũng như ở khu vực lân cận sân bay và trong các khu vực rơi của các bộ phận riêng biệt của phương tiện phóng. Việc tạo ra tổ hợp tên lửa vũ trụ Angara là một trong những ưu tiên phát triển hệ thống phương tiện phóng quốc gia dựa trên việc sử dụng tiềm năng khoa học và công nghiệp độc quyền của Nga. Đồng thời cũng là nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc biệt của quốc gia. Việc đưa hệ thống này vào vận hành sẽ cho phép Nga phóng tất cả các loại tàu vũ trụ từ lãnh thổ của mình và sẽ cung cấp cho Liên bang Nga khả năng tiếp cận không gian được đảm bảo độc lập. Chuyển sang tin tức quốc tế khác, vào ngày 9 tháng 4, giới chức Kenya cho biết 51 hành khách đã được cứu sống sau khi chiếc xe buýt chở họ đang đi trên một cây cầu bắc qua sông ở miền bắc nước này đã bị lũ cuốn trôi về phía hạ lưu. Một số hành khách tìm cách thoát ra ngoài cửa sổ. Những người khác bị mắc kẹt trên nóc xe buýt qua đêm chờ giải cứu. Họ đã bám vào dây thừng vượt qua thác gành để đến nơi an toàn. Chỉ huy quận Tana River, Ông Ali Ndiema cho biết, chiếc xe buýt vẫn đang ở trên sông, cách cây cầu khoảng 30 mét, mặc dù nước đang tiếp tục rút. Các hành khách được chăm sóc y tế. Cảnh sát cũng đang truy lùng tài xế xe buýt, phốt lờ sự lo lắng của hành khách và nhất quyết lái xe qua vùng nước. Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi cơ quan đường bộ Kenya thông báo đóng cửa một đoạn đường bị ngập sau khi sông Tana dâng cao do mưa lớn tiếp tục. Hiện tuyến đường này vẫn đang đóng cửa. Lũ lụt đã khiến hàng chục người thiệt mạng trên khắp Đông Phi trong 6 tháng qua. Các nhà khoa học cho biết, biến đổi khí hậu đang gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan dữ dội và thường xuyên hơn. Đúng 6 giờ sáng mùng 10 tháng 4 theo giờ địa phương, các điểm bỏ phiếu tại Hàn Quốc đã đồng loạt mở cửa đón cử tri trong cuộc bầu cử quốc hội khóa mới ở nước này. Theo Ủy ban bầu cử quốc gia Hàn Quốc, cuộc bỏ phiếu sẽ kéo dài đến 18 giờ cùng ngày tại hơn 14.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Theo quy định hiện hành sẽ có tổng số 300 ghế quốc hội được bầu, bao gồm 254 ghế được bầu theo hình thức trực tiếp và 46 ghế theo tỷ lệ đại diện chính đảng. Sự quan tâm của cử tri Hàn Quốc đối với cuộc bầu cử quốc hội khóa 22 này là rất lớn thể hiện ở tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm trong đợt bỏ phiếu ngày 5 và ngày 6 tháng 4 đạt mức kỷ lục 31,28%. Như vậy trong ngày bỏ phiếu chính thức mùng 10 tháng 4 sẽ chỉ còn khoảng 30 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm cao kỷ lục cũng thu hút sự chú ý về việc liệu tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cuối cùng có vượt mức 70% hay không. Trước đó, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020 là 66,2%. Các nhà phân tích chính trị cho rằng 48 khu vực bầu cử ở Seoul là chiến trường chính sẽ quyết định kết quả bầu cử. Các số liệu thống kê cho thấy, kết quả kiểm phiếu ở Seoul thường phản ánh kết quả bầu cử tổng thể. Hai đảng chính trị lớn nhất ở Hàn Quốc là Đảng Quyền lực Quốc dân cầm quyền và Đảng dân chủ đối lập chính hiện chiếm đa số ghế trong quốc hội đều kêu gọi cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu. Đảng Quyền lực Quốc dân đã kêu gọi sự ủng hộ của cử tri, đồng thời cho rằng chính phủ của Tổng thống đương nhiệm Jun suk yeol đã không thể thúc đẩy chương trình cải cách theo lộ trình trong hai năm qua do phe đối lập chiếm đa số ghế trong Quốc hội bất hợp tác. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ đối lập kêu gọi cử tri bỏ phiếu để đưa ra phán quyết nghiêm khắc đối với những cáo buộc rằng chính phủ đương nhiệm đã khiến nền kinh tế và sinh kế của người dân trở nên khó khăn và nghiêm trọng và xử lý sai hàng loạt vấn đề trong hai năm qua. Sự kiến quá trình kiểm phiếu sẽ bắt đầu ngay sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu. Trong tháng 3 vừa qua, số hộ gia đình độc thân ở Hàn Quốc đã đạt mức cao nhất mọi thời đại với con số hơn 10 triệu hộ, Nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng này là do dân số Hàn Quốc già hóa nhanh chóng và ngày càng có nhiều người chọn cuộc sống độc thân. Dữ liệu về đăng ký cư trú do Bộ Nội vụ Hàn Quốc công bố sáng mùng 9 tháng 4 cho biết, số hộ gia đình một người trên cả nước ở mức 10 triệu 21.413 hộ trong tháng 3, tăng từ mức 9 triệu 981.702 hộ, chiếm 41,8% trong tổng số khoảng 24 triệu hộ gia đình ở nước này. Tính theo nhóm tuổi, những người trong độ tuổi 60 đến 90 có tỷ lệ sống độc thân cao nhất với 1,85 triệu hộ gia đình và 1,68 triệu hộ gia đình ở độ tuổi 30 đến 39. Tỷ lệ hộ gia đình một người được cho là cao hơn ở các khu vực đông dân cư như Gyeonggi với khoảng 2,25 triệu hộ gia đình và thủ đô Seoul với 2 triệu hộ gia đình. Trong khi đó, hộ gia đình hai người đã tăng từ khoảng 5,89 triệu hộ trong tháng 2 lên 5,91 triệu hộ trong tháng 4. Còn hộ gia đình bốn người giảm từ 3,12 triệu xuống 3,11 triệu hộ trong cùng kỳ. Chính phủ Hàn Quốc cho rằng số người già sống một mình và người độc thân không kết hôn ngày càng gia tăng là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng số hộ gia đình độc thân ở nước này, đồng thời cam kết sẽ đưa ra các chính sách để đảm bảo nơi ở ổn định cho họ. Dữ liệu nói trên của Bộ Nội vụ Hàn Quốc tổng hợp số hộ gia đình một người dựa trên địa chỉ của một hộ gia đình, từ đó coi một gia đình gồm 3 thành viên sống riêng là ba gia đình đơn thân. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tổng hợp quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.